Cáo xin chào mọi người, và đây là Cáo và Sám. Sám là ngày bé nó Sám, bây giờ nó vàng rồi này. Đây, Cáo, Sám và đằng trong trong kia là con Lửng. Ok, hôm nay ra ngoài chơi đi. Lửng. Lửng ra không? Đây Lửng có ra ngoài chơi không? Đây. Lửng này hơi bị sinh luôn. Đây đang thay lông sắp xong rồi. Mỗi tội đầu gấu. À, đầu gấu là nó đầu gấu là nó đầu gấu với lại chó thôi, chứ nó không có đầu gấu với người. Ra ngoài chơi không? Chúng nó ra rồi đấy. Đấy, Lửng đấy. Con Sám chứ. Đây, ra ngoài đang một là phởn, hai là săn chuột, lùng chuột. Con Lửng ấy thì là nó đầu gấu với con khác theo cái kiểu là khi mà nó động lực mà nó mà quặp con khác, con cái nó quặp con cái ấy. Nó quặp con khác thì không sao, nhưng con khác mà quặp nó là con cái khác mà động lực mà quặp nó là nó hầm hè đầu gấu. Đây, Lửng đã ra ngoài rồi đây. Đây là Cáo và Sám. Cáo. Con Lửng và con Sám này mình sẽ nhượng đi một con. Ai mà nuôi được thì liên hệ nha. Thực ra là muốn nhượng đi mấy con đấy, còn mấy con nữa, mấy con cái. Vì đợt này là không có ba đầu sáu tay để chăm cho con. Bớt lại mấy con thôi. Vì là ngoài mông cọc ra thì mình còn nuôi Bắc Hà nữa. Rồi ngoài mông cọc với Bắc Hà thì còn có cả chó Rottweiler nữa. À, Lửng ra kiếm ăn à? Ra ăn lá nốt à? Ừ, ăn lá nốt đi. Lá nốt mọc như rừng. Đấy, để xem nhá, để ý nhá. Nếu con quá Sám này mà nó mà quặp là nó còn là con Lửng nó sẽ hầm hè, nó không cho quặp đâu. Xem nó có quặp không? Vì đợt này là bọn này nó đang thì nó cùng vào cái thời kỳ động đực, nên là chó cái là cứ nhảy nên nó quặp nhau. Nhưng con Lửng ấy thì nó quặp con khác thì không sao, nhưng con khác mà nhảy lên mà quặp nó, mà con cái nhảy lên quặp nó là nó hầm hè, nó đầu gấu. Ê. Sám là nghịch. Đợt này bắt đầu hơi gầy gầy rồi. Xương sườn là hơi chìa xương sườn rồi đấy. Nó nghịch quá, và khi có những cái con chó mà nó có một cái độ xung đột với nhau ấy là nó cứ hầm hè, nó đề phòng nhau suốt ngày ấy. Mà chuồng thì chật, nuôi chung thì không có cách nào khác được. Đây này, nhìn như con Cáo này, nuôi cùng nhau mà con Cáo còn cho ăn ít hơn. Cáo ra đây, ra đây, ra đây. Đây, chạy đâu? Ra đây nào. Con Cáo cho ăn ít hơn nhưng mà nó lại béo hơn. Đó, vì nó không hầm hè với con khác. Còn bọn này vì nhìn nó thấy nó hơi gầy gầy thì là cho nó ăn nhiều lên. Nhưng ăn nhiều lên nhưng mà nó vẫn gầy. Thế cho nên là nuôi mà tối ưu, chiêm nghiệm lại tối ưu là vẫn là nuôi mỗi con một ô chuồng thôi. Hoặc là một ô chuồng, một con đực, một con cái. Nhưng nếu mà hai con mà nó cùng nghịch thì phải tách riêng ra mỗi con một ô. Thì nó vẫn chơi nó nô nhưng nó đỡ nghịch hơn. Đó, mọi người xem cái màu của chúng nó là màu cháy. Còn con này tại sao gọi nó là tên nó là con Sám nhá. Con này là tại sao gọi nó là con Sám, vì ngày bé là lông nó màu xám đấy chứ không phải là lông màu vàng đâu. Nhưng mà lớn lên thì nó cũng màu vàng. Còn con bố con mẹ thì nó màu vàng, nhưng ngày bé nó đẻ ra thế lông của nó màu xám nên gọi nó là con Sám luôn. Đó, màu rất cháy. Lửng này thì thay lông coi như xong rồi, không ra đằng đấy nữa, chơi ở đây thôi. Đó, ra chơi xong đi vào chuồng đấy. Ra chơi xong tự vào chuồng, không cần phải bảo. Cho ta này thì nó có một cái lợi thế của chúng nó là nó dễ nuôi và nó sạch. Nó rất là sạch. Đây, đợt vừa rồi bão là ở trại là chuối đổ kính thưa luôn, tàn phá, chưa dọn được, mới hạ nó để cho nó gọn tại chỗ thôi. Đẹp không? Quá xinh luôn. Đây, Lửng đây. Đây là Cáo với Sám.
Đó, hai con cái này thì sẽ nhượng đi một con hoặc nhượng cả hai con, vì mình còn nhiều con nữa chứ không phải là chỉ có hai con này. Hai con này là hôm nay là tiện là thả cho nó ra thì quay ở đây thôi. Cáo ơi, ở đằng này thôi, không ra đằng sau đâu, không luồn ra đằng sau đâu cáo ơi. Đúng rồi, ở đây thôi, chứ nó luồn lách được hết. Nhưng bọn này là bảo là nó nghe. Vàng cháy luôn, cháy khét luôn. Mọi người nhìn so với những cái màu ở những cái vỏ bao kìa, xem là xem có chỉnh video không thì sẽ biết. Hay là nhìn màu ở cái cây này, đây là bọn này nó là màu vàng, nó là màu vàng cháy luôn, vàng lửa luôn, màu lửa luôn, lửa rơm. Đấy, cùng ở với nhau mà con đực là đôi khi là nó còn phải mất sức vì con cái nó lên giống nó phối nhá. Nhưng con đực thì béo, nhưng mà con cái thì gầy. Như con lửng này thì không gầy này. Này. Đó. Nhưng mà như con xám kia, xám thì cũng không đến mức là gầy, nhưng mà cũng bắt cũng hơi gầy rồi. Đây. Nhìn nó có cái độ hóp bụng và xương hông nó có độ hơi nhô lên. Vì nó nghịch quá. Lúc trước là nuôi con xám với một con cái khác. Quay lại đây, không ra đằng đấy làm gì cả. Lúc trước là nuôi con xám với một con cái khác thì hai con nó hay hoạnh hoẹ nhau, thế là chuyển sang tách ra hai con, mỗi con một ô chuồng, thì ở hai ô chuồng chúng nó cũng hoạnh hoẹ nhau, thế là hai con cùng gầy, con kia nó còn gầy hơn con xám này. Mà ăn là những con gầy này được ăn nhiều hơn. Nhưng mà đấy. Thế thì những cái con mà như con đực này thì nó đâu có gầy đâu. Thế mà như mà bọn kia thì nó lại gầy, mà rõ là cho nó ăn nhiều hơn. Chơi một tí nữa rồi vào chuồng, chơi một tí nữa đi. Tí nữa. Xám bảo vào chuồng cái xám chạy vào chuồng ngay. Cáo ơi. Cáo, lửng. Con lửng đâu rồi? Cọc này thì nó rất là nhanh. Nếu mình nói là mọi người mà ai mà muốn nuôi một con chó ta để trong nhà thì mọi người chọn con cọc này hoặc con Bắc Hà. Có thể nói là một cái giống chó ta là rất là ok. Nó nhanh này. Nó đẹp, nó nhanh. Săn bắt giỏi, trông nhà tốt. So với trong các giống chó ta, mình phải thừa nhận là con cọc với con Bắc Hà là thông minh. Xám bảo vào chuồng là vào ngay. Cáo đâu? Lửng đâu? Cáo, con làm gì ở đấy? Đi vào đây, vào chuồng, cáo vào chuồng đi. Cáo. Cáo ơi. Hết giờ chơi. Nào, anh nói có nghe không? Đi vào chuồng. Về chuồng. Chuồng đâu? Vào đi. Lửng nữa. Con lửng đâu rồi? Lửng là không muốn vào chuồng, muốn tự do bên ngoài cơ. Vì tính cách của nó độc lập. Con lửng đâu rồi? Đây này, hai con này là bảo nó vào chuồng, nó vào ngay này. Yên đấy. Để anh gọi con lửng. Ở yên đấy. Để gọi thêm con lửng nữa. Đây, cáo ra gọi lửng vào. Lửng đâu? Đi vào đi. Về chuồng, về chuồng, về chuồng. Chuồng cơ mà. Con này lúc trước là để nó ở trong cái nhà kho này một thời gian. Bây giờ chui vào nhà kho. Lửng ơi. Lửng mà không vào chuồng là nhịn đấy nhá. Đấy. Nói mãi thì nó cũng vào chuồng. Tự cho nó vào ấy. Tất nhiên là tùy từng con. Có con thì như con lửng này là vì là có một thời gian ở bên ngoài đây nhá. Cửa đang mở đấy. Có thời gian cho nó bên ngoài tự do, nên là nó thích ở bên ngoài hơn. Tất nhiên là con nào nó cũng thích ở bên ngoài, nhưng cũng có những cái con nó chả thích bên ngoài đâu. Ra chơi chán rồi nó vào ổ chuồng của nó chơi. Ok. Tùy từng đợt, có những đợt buộc phải nhốt vì là những đợt người ta đánh bả chuột đấy. Chuột nó bị dính bả rồi nó chạy vào. Chó mà ăn vào chuột bây giờ người ta dùng cái thuốc chuột là thuốc chuột chết mấy đời cơ. Thành ra là nó không như ngày xưa nữa, không thả tự do theo cái kiểu xả suốt ngày được. Đó. Mấy con cọc mọi người mà thích nuôi thì ngắm hai em này nhá, hai em cái này. Đó, cho mọi người xem thực tế, có một mình thôi.
để cho mọi người xem, mọi người nhìn cái kiểu của chúng nó. Nó rất là thuần người, trông nhà tốt, nhanh nhẹn như thế thì đương nhiên là săn bắt tốt rồi. Nào ra đây. À, không đứa nào thích xoa à? Cáo đây. Dỗi ra, cho vào chuồng dỗi ra. Đó. À, mọi người ai mà thích con nào thì có thể là liên hệ.